tất cả các anh em YouTube yêu quý của em. Hôm nay thực sự là lại có dịp đặc biệt, em lại được test con máy Kubota V2403 DC70. Máy 4 số áp nha, con máy đời cao 4 số áp đời 2016. Máy này thì hiếm khi mới có một con máy này mà để mà bán, để chọn lựa được cho các anh em, là con máy thật chất. Con máy này theo kinh nghiệm của em nó còn phải đến 95% anh em ạ. Chưa có một con ốc nào động chạm. Đây em quay để cho anh em nhìn thật kỹ nhá. Chưa có một con em quay gần luôn. Con máy này là thực sự là em đã đăng lên thì chắc chắn sẽ rất nhiều người hỏi và cũng có người hỏi rồi, nhưng thực sự là em đã nhận lời bán cho anh Lô ở thành phố Long Xuyên, cách thành phố Long Xuyên độ chục cây 15 cây ấy. Anh Lô ở Long Xuyên, anh ấy có đặt tiền em thì anh ấy bảo là em chọn cho anh một con máy, thì hôm trước thì con máy kia về nó không được thì không dám gửi cho anh, bảo luôn là anh ơi con máy không được, anh chuyển tiền cho em gửi lại tiền cho, bây giờ máy không được em gửi lại cho anh. Nhưng anh Lô bảo với một câu với em là em ơi anh tin em, khi nào có máy về anh vẫn chờ em. Thực sự là nói một câu đấy làm em rất là cảm thấy, nói chung là mình cảm thấy là người ta đặt niềm tin vào mình nhiều quá. Thì thực sự là nếu máy riêng em đã bảo tất cả các anh em rồi, khi mà máy mà em đã lổ lên mà em cảm thấy máy nó không đảm bảo chất lượng, em sẽ không bao giờ dám gửi đi cho khách dù có cầm tiền xong. Em, cái phương châm của em bán hàng của em là khi bán hàng cho ai một cái mặt hàng gì đấy, mình cầm tiền mình cảm thấy phải xứng đáng và cảm thấy phải vui trong lòng anh ạ, anh em ạ. Thì em nói bảo thôi anh ơi em gửi lại tiền cho anh, thì anh Nô bảo anh tin em, khi nào có máy đẹp về em gửi cho anh. Anh vẫn chờ. Thì đấy, như thế mà có con máy này em chụp ảnh, em có khách hỏi thì em mới bảo anh ơi bây giờ khách hỏi, khách trả tiền cao hơn em cũng không dám bán. Khách bảo là anh mua em giá cao hơn cũng được, nhưng em bảo thôi anh ơi em nhận lời người ta nhưng người ta không ở đây em vẫn không bao giờ dám bán. Đây để em sẽ quay vì sao con máy này nó lại đẹp như thế, em sẽ quay cho tất cả anh em. Đây chưa động một con ốc nha anh em nhá, chưa động một con ốc. Máy thì con này thì nó phải 95%. Đây anh em xem à. 95% anh em ạ. Cực mới đời 2016 nhá. Made in Thái Lan này. Con này đúng là con máy đặc biệt rồi. Làm video test con máy này em cũng thấy sướng anh em ạ. Rồi, chưa động một con ốc nhá. Chưa có một con ốc nào động chạm. Máy này nó mới quá, rực rỡ luôn. Cái con bánh trớn, con ốc ở đầu bánh trớn này chưa có gió mở nha anh em nhá. Tất cả luôn. Em mà đăng con máy này lên thì chắc là đây anh em xem này, cái bu ly của nó vẫn còn trắng tinh này, chưa chạy mà cái bu ly, cái đầu xanh của nó này vẫn còn mới tinh luôn này. Chưa có một con ốc nào động chạm nhá. Chưa có một con ốc nào động chạm, khẳng định với tất cả anh em là như vậy, chưa có một con ốc nào động chạm. Nếu mà con này mà em mà đăng lên mà anh em nào vẫn còn chê máy nữa thì đây. Máy toàn chữ tiếng Anh hết này. Chê máy nữa thì em không lấy tiền luôn. Turbo zin nhá anh em nhá, turbo zin. Tất cả nói chung là con máy này nó là rực rỡ rồi. Đây này, vẫn còn đấy này. Con này anh em xem này, cái cổ xả của nó vẫn còn xanh nét này. Máy quá đẹp luôn. Máy đây, cái bánh trớn cái thứ này vẫn còn xanh nét nhá anh em nhá. Chưa một con ốc nào động chạm, chưa mất một tí sơn nào. Đây có tí sơn này, anh em thợ nó vô tình nó làm chóc tí sơn. Chắc tí em phải chờ lương thôi. Máy quá đẹp luôn. Không biết là lên tả như thế nào để hết cái vẻ đẹp của con máy này thực sự. Những cái bô xả nó vẫn còn xanh nét này anh em này, nó vẫn còn rất là mới này. Em nghĩ là con máy này mà em mà gửi vào cho anh Lô ở Long Xuyên ấy, thì nếu mà anh ấy chê nữa thì em cũng xin bà xin cúi đầu quỳ lại cho anh em ạ. Đây nhá, giòn keo chưa có một tí giòn keo, giòn keo nguyên của nhà máy nhá anh em nhá. Nguyên của nhà máy này. Thực sự là nó quá đẹp. Quá đẹp luôn. Quay những con máy này thì thực sự là mãi không chán. Lỗi anh em ơi. Bây giờ em sẽ test lỗ con máy này. Trước hết là gửi video cho anh Lô. Thứ hai là em sẽ đăng lên kênh bán hàng của em để cho mọi người biết. Bên em rất còn rất nhiều máy đẹp nha anh em nhé. Đây em quay phát qua một tí là tất cả các loại Kubota em để này. Xa xa anh em nhìn này. Mai kia em sẽ chuyển hết đi Long Xuyên và Đồng Tháp. Mỗi anh em lấy vài chục con nhé anh em nhé. Bán luôn bán lẻ đều đủ hết. Đây sẽ test máy cho anh em xem. Cho thêm nước vào.
sợ luôn. Cho cái ống hơi thừa lên xem nào. Không đổ hơi nhá. Máy đẹp quá, máy đẹp quá. Cho hai cái gần vào nhau. Không khoái, không đổ hơi nhá. Thực sự là em không biết nên nói thế nào với con máy này để tả hết được cái vẻ đẹp với cái chất lượng của nó nữa anh em ạ. Thôi em cứ đăng lên để cho tất cả mọi người cùng đánh giá. Máy này thì cũng chả biết lên. Nói chung là những con máy này nhiều khi thì nhiều khách hỏi thì mình cũng chả không biết là lên bán cho ai. Nhưng nói chung là người nào đến trước thì em bán trước cho người ta thôi. Máy này thì rất nhiều người hỏi nhé anh em nhé. Nhưng có nghĩa là mình anh em nào hỏi trước thì mình bán trước. Thực sự là của hàng con này là gọi là hàng hiếm ấy anh em ạ, hiếm lắm, hiếm mới được có một con máy như thế, dám khẳng định luôn. Thì qua đây thì em cũng xin chúc mừng anh Lô ở Long Xuyên nhá, coi như là anh đã quay vào ô trúng thưởng mua được con máy đẹp, mong sẽ không làm anh thất vọng, không làm anh thất vọng, xứng đáng những ngày anh chờ đợi. Em dính rồi. Không. Xứng đáng những ngày anh chờ đợi. Thực sự là em cũng, đối với em thì cái gì cũng thế thôi. Em không phải là làm nguyên loại một loại máy này, em làm tất cả các loại máy lớn nữa anh em ạ. Thì đối với em là uy tín, tạo lên thương hiệu, tạo lên chất lượng. Anh em cứ theo dõi kênh của em, anh em đối với em ấy, chữ tín lúc nào cũng là cái em muốn hướng đến, đặt lên hàng đầu anh em ạ. Chữ tín là quan trọng nhất đối với em. Thì em vẫn có một cái kênh bán hàng mới đấy, mong mọi người vào đăng ký và ủng hộ cho em nhá. Mong mọi người vào đăng ký và ủng hộ cho em. Để em cái kênh bán hàng Hưng Động Cơ Đẹp Giá Rẻ đấy, là cái kênh em mới lập. Thì mong mọi người có xem được, thấy những video đấy thì mong mọi người đăng ký cho em và ủng hộ cho em nhá. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại những anh em ở video tiếp theo.
bên cơ sở em còn rất nhiều máy đẹp nhé anh em xem này, những cái, tất cả các loại Kubota DC70 V2203 đủ loại để phục vụ cho tất cả mọi người nhá. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em. Thực ra là trong buôn bán ấy, thì mình có những người này người nọ, có thể em đăng lên này có những người có khi người ta không thích em, nhưng mình nói chung là mình cứ làm đúng lương tâm thôi. Có những cái bình luận của anh em thì mình không biết là người ta cố tình, người ta thấy mình làm được hay như nào, người ta cố tình bình luận những cái bình luận cả kiểu là không thích, kiểu là ghen, như kiểu ganh tị hay gì đấy. Nhưng nói chung là em không để ý, mình nhiều việc mình không để ý những cái đấy. Nhưng em làm thì em làm cái gì thì em thấy đúng lương tâm của mình là được. Còn những anh em thực sự là có rất nhiều các cuộc điện thoại anh em điện cho em làm em rất vui, vì các anh em khách hàng người ta bảo là nghe em nói rất là ok, cảm thấy em làm ăn rất uy tín, thực sự là em rất là vui. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người luôn. Thôi em xin chào nhé, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.